đệ tử quy, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng, cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Việc tuy nhỏ, chớ tự làm, nếu đã làm, thiếu đạo con. Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng, nếu cất riêng, cha mẹ buồn. Cha mẹ thích, dốc lòng làm, cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ lo, đức tổn thương, cha mẹ tủi. Cha mẹ thương, hiếu đâu khó, cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi, mặt ta vui, lời ta dịu. Khuyên không nghe, vui can tiếp, dùng khóc khuyên, đánh không giận. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền, dân làm được. Mượn sách thật là khó. Ngư Ngư, cho tớ mượn sách tham khảo của cậu được không? Sách tham khảo ư? Ngại quá, tớ không nhớ để đâu nữa. Không nhớ à? Đúng vậy, chắc tớ vô ý làm mất rồi. Tiểu Hoa, cậu đang đọc sách gì thế? Sách tham khảo đấy. Cậu cũng mua sách tham khảo à? Là Ngư Ngư cho tớ mượn mà. Ngư Ngư, chẳng phải sách tham khảo của cậu ấy mất rồi sao? Cậu nói gì thế? Không, không có. Đúng rồi, Ngư Ngư cho cậu mượn sách khi nào vậy? Vừa xong. Thật quá đáng. Ngưu Ngưu, Hiếu Hiếu sao thế? Sao cậu cho Tiểu Hoàng mượn sách tham khảo mà không cho tớ mượn? Việc này, sáng sớm lại tớ mượn thì cậu nói sách bị mất rồi, nhưng vừa rồi thì cậu lại cho Tiểu Hoàng mượn, cậu thật quá đáng. Cậu không thể trách tớ được. Vì sao? Đúng vậy, sau khi cậu mượn sách Tiểu Hoàng lần trước, chẳng có ai chịu cho cậu mượn sách nữa cả. Là sao? Cậu không quên mất đấy chứ? Sách lần trước cậu mượn Tiểu Hòa không trả đúng hẹn, lại còn rất nhiều ngày nữa. Bọn tớ đều nói với nhau, cậu là người không giữ uy tín đấy. Có ai chịu cho người nào mà không giữ lời mượn đồ chứ? Cậu không phải giải thích nữa. Bây giờ các bạn trong lớp đều biết cậu là người nói mà không giữ lời rồi. Tớ không cho cậu mượn đồ đâu. Hiếu Hiếu, Hiếu Hiếu, đến giờ ăn tối rồi đấy. Hôm nay tớ không muốn ăn, tớ không ăn đâu.
Người là thép, cơm là gác. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng phải ăn rồi mới tính chứ. Tiểu Sùng, hôm nay tớ thấy rất buồn. Cậu phải giúp tớ đấy. Hiếu Hiếu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ các bạn trong lớp đều cho tớ là người nói mà không giữ lời. Sao lại thế chứ? Cậu phải luôn giữ uy tín chứ. Cuốn sách lần trước tớ mượn Tiểu Hòa, lúc đó sơ suất quên không trả đúng hẹn, chỉ hoãn mấy ngày. Thế là các bạn cho tớ là người nói mà không giữ lời. Sao có thể vì một việc mà đã nhận định sự xấu tốt của một người thế? Đúng vậy Tiểu Sùng, cậu phải giúp tớ. Tớ không muốn bị bạn học hiểu nhầm đâu. Hiếu Hiếu, cậu yên tâm, tớ nhất định giúp cậu. Đồng hồ này có thể làm mình lấy lại uy tín sao? Đây là đồng hồ quá khứ. Chỉ cần chúng ta đưa kim của đồng hồ xoay về lúc một tuần trước thì có thể làm thời gian quay trở lại và quay về thời gian một tuần trước đấy. Một tuần trước ư? Đúng vậy. Cậu chẳng phải mượn sách của Tiểu Hòa vào tuần trước sao? Chúng ta quay lại một tuần trước rồi cậu trả sách cho Tiểu Hòa đúng hẹn chẳng phải là được sao? Đúng rồi. Nếu trả sách đúng hẹn thì bạn học sẽ không cho tớ là người nói mà không giữ lời nữa. Vậy chúng ta mau trở lại một tuần trước thôi. Một tuần trước chính là quay lại lúc 163 giờ nữa. Giờ chính là một tuần trước sao? Đúng vậy. Vậy tớ đem sách cho Tiểu Hòa đây. Cuốn sách đó đâu nhỉ? Để tớ nhớ lại. Không thấy sách à? Tớ quên mất là để sách ở đâu rồi. Cậu nghĩ kỹ xem nào. Không tìm thấy sách thì tớ cũng không giúp cậu được đâu. Tớ nghĩ ra rồi. Sách là do chị mượn. Vậy đi lấy lại đi. Hiếu Hiếu, cảm ơn em. Cuốn sách này chị vẫn chưa đọc. Chị vẫn chưa xem sao? Mấy ngày vừa rồi bận ôn thi nên chưa có thời gian đọc sách. Chị ơi, em xin lỗi. Cuốn sách này em mượn của Tiểu Hòa, hôm nay phải trả rồi. Hiếu Hiếu, không sao đâu. Em mang trả Tiểu Hòa nhé. Hiếu Hiếu, đây cơ mà. Tớ đang tìm cậu đấy. Chúng ta cùng đi đánh bóng đi. Được chứ. Hôm nay không được rồi, hôm khác nhé. Sao lại hôm khác? Hôm nay cậu có việc gì quan trọng à? Đúng thế, tớ phải trả sách cho Tiểu Hòa. Chẳng có việc gì lớn, mai trả không được sao? Không được đâu, tớ hứa với Tiểu Hòa là hôm nay trả mà. Cậu để Tiểu Sùng mang trả giúp cậu không được à? Việc này rốt cuộc là có được không? Để tớ còn đi đây. Tớ phải tận tay trao trả sách cho Tiểu Hòa thì mới chắc chắn. Chán vậy. Cậu rắc rối thế này, lần sau đánh bóng sẽ không rủ cậu nữa. Tiểu Sùng, lần sau họ đánh bóng sẽ không rủ tớ nữa. Phải làm sao đây? Đừng quan tâm nhiều, mang sách trả cho Tiểu Hòa đi. Vị trí là số 1 đấy. Thầy cô, Tiểu Hòa có nhà không ạ? Tiểu Hòa ra ngoài rồi. Các cháu tìm bạn có việc à? Chúng cháu đến trả sách. Cứ đưa sách cho cô. Khi Tiểu Hòa về, cô sẽ đưa cho bạn ấy. Việc này... Sao vậy? Cháu đã gửi với Tiểu Hòa là tận tay trả sách cho bạn ấy ạ. Thế sao? Tiểu Hòa ra chỗ sông Điều Hòa ấy. Các cháu ra đó tìm nhé. Cháu cảm ơn cô. Tiểu Hòa. Tiểu Hòa. Hiếu Hiếu, là cậu à? Tiểu Hòa, tớ đến để trả sách đây. Tớ cứ nghĩ mấy hôm nữa cậu mới trả tớ cơ.
Chúng ta đã hẹn lên trả sách, sao có thể trì hoãn chứ? Cuốn sách này tớ mới đặt mua ở hiệu sách về, vẫn chưa đọc. Cậu chưa đọc mà đã cho tớ mượn sách sao? Ai xem trước đều như nhau mà. Tiểu Hòa, cậu tốt quá. Lần này tớ trả sách đúng hẹn cho Tiểu Hòa. Các bạn học sẽ không cho tớ là người nói mà không giữ lời nữa. Vậy một tuần sau tớ mượn sách tham khảo của Ngưu Ngưu, cậu ấy sẽ không từ chối tớ chứ? Nếu không có điều gì xảy ra thì đúng là như vậy. Việc gì? Còn xảy ra việc gì được nữa? Ngưu Ngưu, cho tớ mượn sách tham khảo của cậu được không? Sách tham khảo à? Để tớ tìm xem nhé. Hiếu Hiếu. Tiểu Hoa, tìm tớ có việc gì? Cuốn sách này tớ từng cho cậu mượn đọc đúng không nào? Đúng rồi. Tuần trước chẳng phải tớ đã trả cậu rồi sao? Nhưng cậu đã làm rách sách của tớ rồi. Cái này, cuốn sách này tớ vừa đặt mua ở hiệu sách về là cho cậu mượn luôn. Không ngờ cậu không trân trọng gì cả. Tiểu Hoa, thật ra cứ cho là cậu không cẩn thận làm rách sách, nhưng khi trả sách cậu cũng phải nói với tớ một câu chứ. Cậu chẳng nói gì cả, là ý gì vậy? Tiểu Hoa, tha lỗi cho tớ. Cậu quá đáng đấy, tớ không bỏ qua đâu. Tiểu Hoa. Sao lại bị rách nhỉ? Ngưu Ngưu. Lại quá yếu yếu này. Tớ bỗng nhiên nhớ ra, mấy hôm nay tớ cũng phải dùng sách tham khảo nữa. Mấy hôm nữa cậu hãy mượn nhé. Nói gì thì cũng là cậu phải dùng. Rõ ràng là không tin tưởng mình, sợ mình làm hỏng sách của cậu mà. Cuốn sách đó rõ ràng không sao cả, sao lại bị rách nhỉ? Cậu nói sao? Cuốn sách đó bị rách à? Cuốn sách đó từ lúc mượn đến lúc trả, tớ vẫn chưa đọc qua. Sao lại là tớ làm rách chứ? Cậu phải nói rõ sự thật cho Tiểu Hòa thôi. Trước đó tớ chưa nói, giờ đã xảy ra việc rồi mà tớ lại nói chưa từng đọc cuốn sách đó thì ai mà tin chứ? Ngoài cậu ra, có ai đọc cuốn sách đó nhỉ? Cuốn sách đó Tiểu Hòa vừa mới đặt mua từ hiệu sách về đã cho tớ mượn rồi. Tớ mang về nhà gặp chị luôn. Chị sao? Chị vốn rất thích cuốn sách đó, nhưng lại sắp phải thi mà bận ôn tập nên vẫn chưa có thời gian để đọc. Chị vẫn chưa đọc à? Đúng vậy. Vậy là ai làm rách cuốn sách đó? Tiểu Sùng, cậu mau nói cho tớ biết đi. Rốt cuộc là ai đã làm rách cuốn sách đó chứ? Tớ không biết. Giờ Ngưu Ngưu và Tiểu Hoài đều không tin tớ, tớ phải làm sao đây? Tớ cũng không biết. Nghĩ cách giúp tớ đi mà. Có rồi. Gì thế? Chúng ta lại dùng đồng hồ quá khứ để thời gian quay ngược lại trước khi tớ mượn sách nhé. Tớ không đi mượn sách Tiểu Hòa thì sẽ không sao đúng không? Cũng là ý kiến hay đấy. Nhưng mà phải đợi một tháng sau. Sao lại một tháng sau? Vì đồng hồ quá khứ chỉ được dùng một tháng một lần thôi. Một lần một tháng thôi sao? Hiếu Hiếu, chuyện gì vậy? Các bạn đều bắt đầu xa lánh tớ, tớ rất buồn. Chính vì chuyện lần trước đó à? Đúng thế, cứ cho là cuốn sách đó của Tiểu Hòa là do tớ làm rách, thì có phải lỗi gì lớn đâu, sao lại đối xử với tớ như thế chứ? Hiếu Hiếu, nhà mình hết xì dầu rồi, con đi mua giúp mẹ một chai nhé. Vâng thưa mẹ.
Hiếu Hiếu, thấy dáng điệu mất hồn của cháu, liệu có phải gặp khó khăn gì không? Khó khăn gì cũng đừng ngại nói với ông nhé. Ông ơi, trước đây không lâu, cháu có mượn của bạn học một cuốn sách. Khi cháu trả sách, bên trong có một trang bị rách. Cháu cảm thấy đây không phải chuyện gì lớn, mà các bạn bắt đầu xa lánh cháu ạ. Không được vì việc xấu nhỏ mà làm nhé. Nhưng cuốn sách đó thật ra không phải cháu làm rách ạ. Thế có phải người ta cho cháu mượn sách mà sách bị hỏng trong tay cháu không? Đúng thế ạ. Khi cháu mượn đồ người khác, trong lòng phải luôn nghĩ rằng nhất định sẽ trả lại đúng hẹn mà không hư hỏng chứ. Bởi vì họ cho mình mượn là đã giúp đỡ và có ơn đối với mình. Nếu chúng ta không trả đúng hẹn hoặc là làm hỏng đồ đã mượn thì thật không có đạo nghĩa, không có uy tín rồi. Sau này sẽ không ai tin tưởng chúng ta nữa. Cháu này, ai không có chữ tín sẽ không nên người. Xã hội là một cuộc sống có đoàn thể. Nếu mọi người đều không tin tưởng cháu thì sẽ rời xa cháu thôi. Cháu sẽ rất khó để phát triển. Thưa ông, cháu hiểu rồi ạ. Nhưng mà giờ cháu mắc lỗi rồi, mọi người có tha lỗi cho cháu không ạ? Con người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi. Chỉ cần cháu thật lòng sửa đổi, mọi người nhất định sẽ tha thứ cho cháu thôi. Alo, hiệu sách ạ? Cháu muốn đặt mua một cuốn truyện Khu rừng cổ tích. Cuốn đó bán hết rồi ạ? Hôm qua đã bán hết rồi sao? Vậy khi nào có hàng mới ạ? Sang năm sao? Thế nào? Cậu đặt được chưa? Cuốn sách mới bán hết hôm qua, phải đợi sang năm mới có hàng cơ. Vậy cậu sẽ đợi đến sang năm mới chuộc lỗi với Tiểu Hòa sao? Tôi không muốn đợi lâu như thế đâu. Hôm nay mới có mùng 1 tháng 7 thôi. Mùng 1 tháng 7? Đúng vậy. Chẳng phải cậu nói đồng hồ quá khứ chỉ dùng được một lần một tháng sao? Hôm nay là mùng 1, chúng ta có thể dùng đồng hồ quá khứ rồi. Cậu muốn cho thời gian quay lại trước lúc mượn sách của Tiểu Hòa để không mượn sách nữa à? Không phải, tôi muốn quay lại hôm qua thôi. Hôm qua ư? Đúng vậy, tôi muốn mua được cuốn sách đó để chuộc lỗi với Tiểu Hòa. Giờ là hôm qua rồi à? Đúng vậy. Alo, hiệu sách ạ? Cháu muốn mua Khu rừng cổ tích ạ. Ngưu Ngưu, cảm ơn cậu nhé. Tiểu Hoa. Hiếu Hiếu, Tiểu Hà, lần trước là tớ không phải, tớ sai rồi, mong cậu tha lỗi cho tớ nhé. Tớ đã mua cuốn sách mới rồi, mong cậu nhận cho. Thế này, Hiếu Hiếu thành thật như vậy, cậu tha lỗi cho cậu ấy đi. Hiếu Hiếu, thật ra cậu không cẩn thận làm rách sách, cũng không có gì cả, nhưng cậu lại giấu việc này. Tiểu Hà, tớ biết lỗi rồi. Nếu đã thế này, sau này chúng ta vẫn là bạn thân nhé. Tiểu Hoa. Mẹ à? Tiểu Hoa, mẹ đang cần tìm con. Có việc gì ạ? Vừa rồi hiệu sách có gửi một bức thư cho con này. Trong thư viết gì thế? Hiếu Hiếu, tớ xin lỗi cậu, tớ hiểu nhầm cậu rồi. Là cậu sách gửi thư đến nói sách mới họ nhập về tháng trước, bên trong đều có một trang bị rách. Cậu sách gửi thư xin lỗi và gửi miễn phí một cuốn sách mới. Hiếu Hiếu, lần trước tớ hiểu nhầm cậu rồi, thật xấu hổ quá. Không sao, không sao mà. Vậy cuốn sách này là tớ tặng cậu, cậu nhận đi mà. Vậy tớ tặng cậu cuốn này, coi như tớ xin lỗi nhé.
Tiểu Hoa, cảm ơn cậu nhé. Hiểu Hiếu, chẳng phải cậu muốn mượn sách tham khảo của tớ sao? Giờ tớ không dùng nữa, cho cậu mượn đấy. Ngưu Ngưu, cảm ơn cậu nhé. Đừng khách sáo mà. Các bạn nhỏ à, xem xong câu chuyện hôm nay, các bạn nghĩ gì nào? Khi chúng ta mượn đồ của người khác, nhất định phải nhớ trả lại vương vẹn và đúng hẹn nhé. Phải nhớ rằng đồ phải trả người khác. Nếu không trả, xem ra là việc nhỏ, chỉ được lợi chút xíu. Thực ra đã làm mất từng chút uy tín của chính mình. Khổng Phu Tử đã từng nói, nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã. Có nghĩa là, giả sử một người mà không có uy tín, thì không biết anh ta sẽ làm được việc gì đây. Hãy nhớ nhé, mượn đúng người, trả đúng hẹn, sau có cần, mượn không khó. Mọi người phải nhớ cho kỹ. Câu chuyện hôm nay đến đây hết rồi, hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt. Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hám Bàng, Toàn Phượng Vân. Đạo hình Tốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bác Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình dự âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam